Sáng giờ tin là Quỳ Linh bị Covid đúng không? Thấy trên mạng đăng là Quỳ Linh thở máy nữa đó. Cảm ơn những tình cảm của mọi người đã yêu thương Quyền Linh, đã gửi những cái lời chia sẻ động viên Quyền Linh, có chị buồn có chia buồn với Quyền Linh nữa. Trời ơi, tội nghiệp quá anh à. à, Quyền Linh đang quay với Ngọc Lan nè. Xin chào mọi người. Ngọc Lan, sáng giờ mình có test Covid cho Ngọc Lan. Sáng giờ đi vô đây trước khi mà vào phim trường MCV là tất cả mọi người đều phải test một vạch thì mới được bước vô trong đây để mà quay. Còn thí dụ mà hai vạch là đi về liền. Hôm qua có vô đây test không? Hôm qua vô, tức là ngày nào vô là cũng phải test hết đó mọi người. Chỗ chúng tôi đi quay là chúng tôi vẫn phải đảm bảo cái gọi là sức khỏe của mình và của cộng đồng, chứ đâu phải là muốn đi là đi đâu, mà Đúng. ác ghê. Ai mà thiệt ra đó, anh không hiểu tại sao câu view lại bất chấp như thế nha. Thí dụ nói một mình Quyền Linh á thì thôi, Quyền Linh cũng chịu đi, bị Covid cũng sao đi. Đằng này nói Quyền Linh cùng con gái bị Covid thở máy nữa. Ai mà nỡ lòng nào trù ẻo tôi quá trời vậy trời. Tôi đâu có làm chuyện gì xấu đâu trời. Bị Covid hồi nào đâu. 3 4 Thở ngày máy nay hồi nào? thở máy hồi nào đâu. Tôi đang hít thở không khí trong lành mà. Trời ơi. Hồi sáng giờ Lan với lại chú Linh là quay được 4 số tình trăm năm rồi. Đúng Số này là rồi. số cuối nè. Suốt ngày hôm qua Quyền Linh quay mẹ chồng nàng dâu. 3 ngày trước Quyền Linh quay chương trình hát cho ngày mai. Rồi 3 ngày hôm trước Quyền Linh quay vì bạn xứng đáng. Rồi 3 ngày hôm trước Linh quay chương trình ngon gì thì quên mất tiêu rồi. Nói quên rồi. Ký ức ngọt ngào. Tức là 10 ngày nay gần như ngày nào Quyền Linh cũng được test Covid hết trơn á. Tức là cả nhà biết không, trước khi bước vào phim trường đó ai cũng được test Covid, phải bắt buộc phải test Covid, có âm tính thì mới được bước vào phim trường. Mà một điều đặc biệt nữa quý vị, đó là chú Linh rất là ý thức về cái chuyện mà tiếp xúc với cộng đồng, cho nên là cứ 3 ngày là chú Linh tự động đi lên trên y tế, chú Linh test PCR là lúc nào cũng có giấy, có mộc đỏ hết á, chứ không phải là test bằng bộ test kit không đâu. Đúng Cho rồi. nên là chú Linh là cực kỳ kỹ, bởi vì chú Linh ý thức được việc là chú Linh tiếp xúc với nhiều người. Đó mà mọi người lại nói chung là có một vài người họ kỳ quá à, làm cho khán giả rất là hoang mang. Con biết sáng giờ khán giả hoang mang lắm luôn. Cảm ơn mọi người đã gửi những cái chia sẻ với Quyền Linh, chia buồn với Quyền Linh. Tưởng Quyền Linh đang thở máy. Ôi đau lòng ha, Đức tận đứt đoán từng ruột. đoạn ruột. Linh đâu có làm gì xấu với mọi người đâu, trời đất ơi. Thôi bây giờ khán giả an tâm rồi, chú lên chú livestream Sao vậy là khán giả an tâm sao rồi. mà trù mình Linh được rồi. Linh có bị Covid cũng sao chứ á. Linh 5 tháng Linh toàn là sống trong khu cách ly, toàn là sống với F0, đi với F0. Linh gọi là đi khắp mọi nơi luôn. Khi đi Linh đã chấp nhận rồi. Khi đi chia sẻ với cộng đồng, Linh đã chấp nhận là mình bị Covid rồi. Chẳng có gì phải sợ cả. Linh chấp nhận. Nhưng mà tha cho con Linh đi. Trời ơi, tụi nó còn nhỏ quá mà cả nhà. Nói nó thở máy nữa. Sao vậy? Chị Thảo biết chuyện cho chú. Chắc ở nhà biết rồi. Thật ra là với mình không sao cả. Mọi người có đăng trên mạng xã hội là Linh chết cũng không sao chứ. Nhưng mà đừng viết việc về về nhà của Linh. Linh chấp nhận hết á. Chấp nhận Covid. Linh mới bước vào chỗ nguy hiểm. 5 tháng vừa qua trong đại dịch, Linh luôn luôn đi vào trong tâm bão, đi vào trong tâm dịch. Ngay cả bão ở miền Trung, Linh vẫn đi vào trong tâm bão. Khi Linh đi, Linh chấp nhận là hy sinh cũng được, không sao cả. Nhưng mà
thông báo á, các anh chị nào đăng trên mạng xã hội, đăng trên các trang xã hội đó, có tâm chút đi nha. Thật ra nghĩ sao mà mình nhấn cái phím mà mình trù ẻo đến mức mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ vậy mà trù ẻo nó luôn, thì Linh không hiểu tại sao câu view bất chấp như thế. Ha, mình chia sẻ chút xíu, nếu các bạn khó khăn quá thì các bạn cũng có cách nào đó để làm mà. Có thể nói Linh cũng được, trù cho ẻo Linh cùi đuôi sức mẻ gì cũng không sao chứ á. Nghiệp quá à. Nha. Thật ra Linh sống thế nào mọi người cũng biết mà, đúng không? Với Linh vô tư đi. Với Linh không có vấn đề xảy ra, nói gì cũng được hết. Chết sống là vô thường à, lẽ vô thường là mình chấp nhận đi 5 tháng dịch, đại dịch Covid, đi từng con hẻm góc phố, thậm chí đi miền Tây trong lúc bùng dịch, là Linh chấp nhận chết cũng được. Nhưng trừ con Linh ra nha. Nhớ đó, Linh nhắn ai, những ai đã viết những cái lời như vậy đó, mình coi lại đi nha. Rồi Linh cũng không ghét gì người đó đâu, nhưng mình xin chia sẻ chút xíu là mai mốt viết cái gì có tâm chút xíu. Mà con thấy hôm nay là rất là nhiều anh chị nghệ sĩ là đều bị những cái tin như, như thế, là con không biết là có cái cách nào để mà mình bỏ đi cái chuyện này không? Cái này chắc là tụi Linh không thể làm được. Mạng xã hội rộng quá, chắc cũng mong các cơ quan chức năng thôi. Thật ra là thôi, vì cuộc sống thì cũng tránh cái điều đó đi các anh chị. Mình vì cuộc sống của mình mà mình nói xấu người ta, đăng nở đăng những cái tin như vậy, nó đau lòng lắm nha. Rồi Quỳ Linh live stream để mọi người thấy Quỳ Linh được bình an, cũng bình an vẫn cố gắng. Mình được thở như thế này là mình hạnh phúc lắm rồi cả nhà. Linh cũng mong tất cả mọi người đều bình an, được thở trong cái không khí trong lành này, được ngồi với nhau, được nói chuyện với nhau, được may mắn còn sống sót qua đại dịch là hạnh phúc lắm rồi. Linh không sao hết trơn á. Mà có sao Ly nữa, Linh cũng chấp nhận. Nha. Nói chung là khán giả của chú Quyền Linh hãy an tâm nha, chú bình an không sao hết. Chỉ thương mấy đứa nhỏ thôi. Mọi người có làm gì thì tránh mấy đứa nít ra. Linh không phải nói riêng cho Linh đâu, mà nói chung cho tất cả mọi người mà đang viết những cái thông tin sai lầm như thế, sai lệch như thế đó. Có viết gì viết, tránh mấy đứa nhỏ ra. Nó còn nhỏ, tội nghiệp nó lắm. Tụi nó chưa tới vị thành niên mà. Con Linh mới 13, 15 tuổi mà. Và tất cả trẻ em, chúng ta cần bảo vệ trẻ em. Ha? Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Trẻ em là những cái gì đó nó trong veo à. Hãy thương tất cả trẻ em nha, cả nhà nha. Làm cái gì đi nữa thì nên tránh trẻ em ra. Linh chỉ mong như vậy thôi nha. Rồi, mình nói chút xíu hôm nay thì cho mọi người thấy luôn trường quay. Quay phim trường. Hôm nay Quỳ Linh và Ngọc Lan đang quay Tình Trăm Năm. Một cái phim trường rất là rộng, rất là đẹp luôn. Đây, Tình Trăm Năm nha, cả nhà nha. Đó.